Còn nữa không? Đưa đây cho tôi, tối tôi đi chơi với bạn gái. Má mới bán được có nhiều đó đó. Còn giờ làm sao? Một là đưa thêm, còn hai là tôi phá chỗ này khỏi bán luôn á. Để má đưa. Ê, ông ơi, ông ơi, chừa lại má tí đi, cái tiền đó để má mua thuốc nữa. Mấy ngày nay má mất ngủ quá, má khó chịu lắm. Kệ má đi. Alo em hả? Nay em muốn đi đâu anh chiều em hết á. Ừ. Ê cái, mày làm gì vậy? Bố mẹ chiều bồ. Tại chi á, con bồ mày á, nó tốt lành cũng đỡ. Còn ông nữa. Ông là ai mà xen vô chuyện của tôi? Còn cái thằng này nữa, ai da, đau. Nhiêu vậy? Dạ 20.000 ký à cô, ngon lắm. Cô ăn thử đi cô. Cái gì? Nghĩ sao? Bà nhìn mặt tôi nè, ăn thử hả? Chẳng qua là thằng bồ nhà quê của tôi nó muốn ăn trái cây, cho nên tôi mới mua cho nó thôi. Cô ơi cô làm ơn nhẹ tay đi cô, tôi còn bán người khác nữa cô. Nè, buôn bán cái kiểu đó, giữ lấy mà ăn luôn đi. Đó, cậu thấy chưa? Cô ta đối xử với mẹ cậu như vậy á, thì liệu rằng á, cô ta có tôn trọng cậu không? Nè, cầm cái này đi. Đây á, hồng sâm 6 năm tuổi. Hồng sâm lên men nha. Giúp ăn ngon, ngủ ngon, giảm stress, tăng sức đề kháng, khỏe. Gần mùng 8 tháng 3 rồi. Đem về tặng cho mẹ đi. Bà vui cả ngày cả tháng luôn ấy. Ủa anh, em tính mua trái cây cho anh ăn nè. Quả của em hả? Buông ra, biết. Má để con bán phụ má nha má. Với lại con có cái món quà này tặng má 8 tháng 3 nè. Cái này là hồng sâm phải không con? Trời ơi, má tặng đi nè. Má bấm bụng mấy ngày nay rồi mà má không có dám mua. Các anh chị uể oải, các anh chị cảm thấy người nó không được sung. Các anh chị cảm thấy con người nó giống như là nó mệt mỏi. Ủa ngay, hiệu quả ngay lập tức trong vòng 30 phút. Xin chào các anh chị và các bạn nha. Đây là hồng sâm lên men nha, có chiết xuất lê nữa cho nên có vị ngọt rất là tuyệt vời, cực kỳ dễ uống. Nó là cái gì vậy? Nó là hồng sâm giúp cho bồi bổ sức khỏe, giúp cho các anh chị sức khỏe cường tráng, mạnh khỏe, không bị mất ngủ. Nó tăng sức đề kháng của các anh chị và giúp cho các anh chị luôn luôn tràn đầy năng lượng, có một sức khỏe tuyệt vời để có một cuộc sống hạnh phúc và vô cùng viên mãn. Nhớ các anh chị, một hộp này có 6 cái hộp nhỏ trong này, mỗi hộp nhỏ là 10 gói, tổng cộng là 60 gói. Các anh chị có thể uống được 2 tháng, mỗi ngày uống một gói thôi nha, vào lúc trước khi ăn nha, để cho nó dễ hấp thu hơn và cực kỳ là hiệu quả trong một ngày làm việc. Các anh chị uể oải, các anh chị cảm thấy người nó không được sung, các anh chị cảm thấy con người nó giống như là nó mệt mỏi, uống ngay, hiệu quả ngay lập tức trong vòng 30 phút. Nhớ các anh chị nha, công ty Huy sẽ ship tận nhà cho các anh chị chỉ cần để lại số điện thoại và Huy sẽ giúp cho các anh chị đặt hàng chính hãng và không lo hàng giả, miễn phí ship nha.